Bảo hiểm xã hội Nghệ An nỗ lực hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Hỗ trợ cho con công nhân, nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình Chính sách và Cuộc sống hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bảo hiểm y tế là một trong những trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội. Để chính sách bảo hiểm y tế thực sự góp phần đảm bảo an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngày 7 tháng 9 năm 2009, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị số 38 về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Sau 15 năm triển khai, đã tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Tại Nghệ An, ngành bảo hiểm xã hội đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Triển khai chỉ thị số 38 về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới, huyện Quỳ Hợp đã áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng để đưa chính sách bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống. Người dân ngày càng nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế là một trong những yếu tố góp phần giảm nguy cơ đói nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Số người tham gia bảo hiểm y tế không ngừng được mở rộng và phát triển. Tính đến cuối năm 2023, toàn huyện có gần 118.000 người tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90% dân số. Ở trên địa bàn huyện Quỳ Hợp là có 21 xã thị trấn, là trong đó có 14 xã đặc biệt là khó khăn. Huyện đã chỉ đạo tuyên truyền vận động bà con tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao, lồng ghép vào các cuộc hội nghị tập huấn và tuyên truyền bằng trên loa phát thanh, phối hợp với các gia làng trưởng bản ở các xã đặc biệt khó khăn đi tuyên truyền vận động từng hộ gia đình để tham gia, tỷ lệ bảo hiểm đạt kết quả cao hơn. Với sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội và các cấp ủy đảng, chính quyền, diện bao phủ bảo hiểm y tế đã tăng nhanh và phát triển bền vững. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm, 5 năm của các địa phương, đơn vị, ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo từng giai đoạn. Hiện nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt 93%. Từ năm 2009 đến năm 2023, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng 33,3%, vượt và đạt chỉ tiêu đã được chính phủ giao. Hệ thống khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được tổ chức tốt, bao gồm các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân, đã tạo thuận lợi giúp người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh. Trung bình mỗi năm có trên 5 triệu lượt người dân trên địa bàn tỉnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Từ năm 2009 đến năm 2023, Bảo hiểm tỉnh Nghệ An đã thực hiện 184 đợt kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Qua công tác kiểm tra cho thấy, các cơ sở y tế đã thực hiện việc khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đưa vào hoạt động đã đạt được kết quả tốt, góp phần thay đổi ý thức, nâng cao trách nhiệm quản lý quỹ bảo hiểm y tế. Để mà đảm bảo cái quyền lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh trên địa bàn huyện Quỳ Hợp á, thì ngoài cái vấn đề là thực hiện nghiêm túc các cái văn bản chỉ đạo của ngành đối với người dân khi đến làm các cái thủ tục về hồ sơ, người dân mà cao tuổi thì sẽ là thực hiện cấp lại thẻ. Nhóm đối tượng là trẻ tuổi, cơ quan bảo hiểm xã hội cũng hướng dẫn khám chữa bệnh bằng hình ảnh thẻ trên cái ứng dụng VSSID, rồi ứng dụng VNID của ngành công an. Bảo hiểm xã hội huyện cũng bố trí một cán bộ làm công tác giám định thường trực tại trung tâm y tế huyện để xử lý các cái vướng mắc nếu có của người dân mà mỗi lần đến khám chữa bệnh. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, người dân khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có thể sử dụng căn cước công dân, ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số, ứng dụng định danh điện tử VNEID thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy, giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian cho cả người bệnh và cán bộ y tế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người tham gia. Thì chúng tôi quán triệt với các cơ sở khám chữa bệnh việc sử dụng căn cước công dân trong cái khám chữa bệnh, đấy là cái chủ trương chung của chính phủ và đồng thời là cái hướng dẫn theo cái nghị định 75 của Bộ Y tế. Theo đó thì trên toàn địa bàn huyện Diễn Châu với tỷ lệ đồng bộ dữ liệu dân cư lên đến 99,8%,
thì cái việc đi khám chữa bệnh của người dân thì rất là thuận lợi, không có vướng mắc gì nhiều. Và chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh. Trong trường hợp nào mà người dân đi khám chữa bệnh mà vướng mắc về thủ tục hành chính về căn cước công dân thì chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức và phối hợp với các cái bộ phận chuyên môn để đảm bảo tối đa cái quyền lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh. Nghệ An là một trong những địa phương bị tác động bởi quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Quyết định số 353 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Nghệ An có 86 xã thuộc 11 huyện, thị xã chịu tác động trực tiếp của việc điều chỉnh chính sách. Hơn 260.000 người dân không còn được hưởng ngân sách nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế. Cuộc sống người dân ở đây người ta cũng đang còn khó khăn, lo ăn từng bữa. Họ cũng chưa thật sự hiểu biết về bảo hiểm y tế. Chúng tôi tổ chức hội nghị ở các điểm nhà văn hóa hoặc là tranh thủ những giờ mà người dân người ta đi biển về thì chúng tôi ra những cái điểm của họ, làm việc của họ để tư vấn, tranh thủ buổi tối để đến nếu ai cần thì chúng tôi đến tư vấn tận nhà luôn ạ. Kết quả thì khoảng tầm 90% người dân cũng đã đóng bảo hiểm y tế. Ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Về kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thì chúng tôi phối hợp với Sở Y tế tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh quản lý tốt cái nguồn quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra cái công tác thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với các cơ sở khám chữa bệnh. Bên cạnh đó thì chúng tôi ứng dụng công nghệ thông tin cảnh báo cái dữ liệu gia tăng trên cái phần mềm của Bảo hiểm Việt Nam theo hướng dẫn của Nghị định số 75 trong công tác quản lý cái chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19 đề ra mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Những kết quả sau 15 năm triển khai chỉ thị số 38 của Ban Bí thư là tiền đề quan trọng để tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng tới bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Từ năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, đặc biệt những khu vực có khu công nghiệp, nơi tập trung nhiều lao động. Nghị định này quy định trẻ em, con công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ tối thiểu là 160.000 đồng một trẻ một tháng, còn giáo viên sẽ được hỗ trợ tối thiểu là 800.000 đồng một tháng. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ đối với đối tượng công nhân lao động và con em họ, nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình này. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, còn những vướng mắc cần tháo gỡ. Để cụ thể hóa Nghị định số 105 của Chính phủ và thực hiện chính sách này một cách hiệu quả, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐ-NG với các biện pháp chi tiết nhằm phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập. Theo đó, toàn tỉnh đã có hàng trăm trẻ đủ điều kiện nhận trợ cấp. Cái chương trình này á, là rất là tốt, hỗ trợ cho bố mẹ các cháu là công nhân trong lúc là bố mẹ thì đồng lương thì có hạn ít ỏi, mà được hỗ trợ thế này là rất là có ý nghĩa. Khi biết Chính phủ có chính sách hỗ trợ cho con công nhân tại các khu công nghiệp, bà Phùng Thị Thắng, xóm Phúc Hòa, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên đã rất vui mừng. Bởi với thu nhập của công nhân như các con của bà, hàng tháng có thêm khoản hỗ trợ, dù ít hay nhiều, cũng giúp các con phần nào. Tuy nhiên, học kỳ nào cũng làm hồ sơ mà mãi đến nay đã 3 năm, cháu ngoại bà Thắng học tại trường mầm non Ánh Dương vẫn chưa nhận được trợ cấp. Tôi làm cái hồ sơ để gửi lên để cho cháu được hưởng, nhưng mà cũng quá trình là 3 năm rồi, mà hiện tại giờ là cháu chưa được hưởng, thì không biết là cái hồ sơ đó sai chỗ nào thì đề nghị là cho gia đình chúng tôi biết, hoặc là không được hưởng thì cũng cho gia đình chúng tôi biết.
ban giám hiệu trường mầm non Hoa Ánh Dương cho biết, ngay khi nghị định có hiệu lực, trường đã triển khai chính sách này đến phụ huynh. Tuy nhiên, quá trình lập hồ sơ khá phức tạp, khiến nhiều phụ huynh nản lòng. Thêm vào đó, mức hỗ trợ 160.000 đồng một tháng là không đáng kể đối với những gia đình có thu nhập khá giả, nhưng lại không đủ để giúp đỡ các công nhân có thu nhập thấp. Một trường tư thục thì các chính sách này là rất là ý nghĩa. Nhà trường đã kịp thời truyền tải đến tới phụ huynh để làm các chế độ chính sách cho các bạn. Thì nhà trường cũng là một cái nhịp cầu nối để làm mọi chế độ cho các bạn được nhanh hơn. Và hơn nữa là mong muốn là những cái chế độ con em chính sách, gia đình khó khăn thì được hỗ trợ thêm một phần nho nhỏ động viên cho các bạn. Đó là một cái tinh thần rất là lớn. Ngoài ra, quá trình triển khai còn nhận được nhiều kiến nghị như cần có phản hồi kịp thời cho các hồ sơ thiếu, các đối tượng không đủ điều kiện. Hoặc không chỉ giới hạn là con công nhân ở các khu công nghiệp mà còn bao gồm cả những lao động tự do gặp khó khăn khác ngoài khu công nghiệp. Nghị định 105/2020 NĐ-CP của Chính phủ là chính sách ưu việt thể hiện sự quan tâm đối với đời sống của công nhân lao động và giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo chính sách này đạt hiệu quả tối đa, cần có những biện pháp cải thiện cơ sở vật chất và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp phụ huynh dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng chính sách hỗ trợ từ nhà nước. Chương trình Chính sách và Cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.